Đây là câu chuyện tiếp theo về chiến thần Phạm Ngũ Lão. Đại Việt tháng 6 năm 1300, có một vị lão nhân lâm bệnh nặng. Địa vị của ông lão này tất nhiên không tầm thường. Toàn bộ tướng lĩnh cao cấp nhất lúc bấy giờ của Đại Việt đều tụ tập tại đại sảnh tòa phủ đệ ở Vạn Kiếp. Những chiến binh thiết huyết, can trường, trời sập trước mặt họ cũng không sợ, thì nay mặt mày tái nhợt, ánh mắt lo âu, thấp thỏm chờ tin. Bên trong căn phòng, đương kim thiên tử của Đại Việt, anh Tông Trần Thuyên, nước mắt giàn giụa nắm tay ông lão. Nhân vật anh hùng cái thế bậc này, tiếc thay, cũng không thể đánh bại được thời gian. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, những năm tháng chinh chiến đã bào mòn sức khỏe của vị danh tướng này. Cuối cùng, ông cũng đã không thể chống chọi lại cơn bạo bệnh. Mùa thu tháng 8 năm 1300, Thái sư Thượng Phụ, quốc công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương qua đời ở phủ đệ Vạn Kiếp, kết thúc một đời chiến công oanh liệt, lưu danh thiên cổ, uy đức ngàn năm. Đứng trước mộ phần của Hưng Đạo Vương, bên tai anh Tông Hoàng đế văng vẳng lại đoạn hội thoại trước khi ông mất. Hưng Đạo Vương chính là vị thần hộ mệnh của Đại Việt. Kẻ thù chỉ cần nghe đến tên ông là đã hoảng sợ khiếp vía. Binh lính dưới sự chỉ huy của ông đều có niềm tin tất thắng. Nay, vị thần hộ mệnh sắp mất đi. Giữa bối cảnh quốc gia vừa mới thoát khỏi chiến tranh, bốn phía đều có kẻ thù lăm le đe dọa. Vị vua trẻ thật sự lo lắng, không biết tương lai đất nước rồi sẽ ra sao, nghẹn ngào hỏi. Thượng phụ một mai khuất núi, phỏng có quân bắt sang thì cháu phải làm thế nào? Trần Quốc Tuấn chỉ cười và căn dặn vua Trần những lời đã được lưu vào sử sách. Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó mới là thượng sách giữ nước. Hưng Đạo Vương không hề lo lắng sau khi mình mất đi, quốc gia sẽ lụi tàn, tre già, măng mọc. Đại Việt chưa bao giờ thiếu người tài, ông lại càng biết rõ vị thiếu niên đang sọt năm nào, qua bao nhiêu bão giông, nay đã trưởng thành, sẽ thay mình trở thành trụ cột, gánh vác giang sơn Đại Việt. Ưng non bé nhỏ ngày nào, nay đã đủ lông đủ cánh, và giờ là khoảnh khắc hùng ưng, cất cánh bay cao trên bầu trời Đại Việt. Tháng 8 năm 1294, khi Ai Lao đem quân sang nước ta cướp phá các trấn Hoang, Diễn, Trung Thành Vương lúc này đã ngoài 60, phục mệnh làm tiên phong đi đánh dẹp. Khi tới chiến trường, ông cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ai Lao hay còn gọi là Lão Qua, là tiền thân của nước Lào ngày nay, nằm ở sát biên giới phía Tây Đại Việt. Chuyện họ quấy phá vùng biên không phải là lần đầu, nhưng lần này không biết bằng cách nào quân Ai Lao lại có thể phá được phòng tuyến biên giới trong khoảng thời gian rất ngắn. Câu trả lời đến rất nhanh, mặt đất bỗng chấn động, những tiếng gầm thét rung trời lở đất truyền tới. Trung Thành Vương da đầu tê dại khi nhìn thấy trước mặt vô số thất voi chiến đang lao tới. Vua Ai Lao lần này đã huy động một số lượng tượng binh khổng lồ. Trước sức mạnh khủng khiếp của đàn voi dữ, đội quân tiên phong Đại Việt nhanh chóng bị nghiền nát. Trung Thành Vương vừa đánh vừa lui, nhưng khi lùi sâu đến ven một ngôi làng, họ buộc phải dừng lại. Sau lưng là dân chúng, đã không thể lui thêm được nữa, chỉ có thể tử chiến. Rất nhanh, quân Ai Lao vây kín cả ngôi làng. Mọi người đang lúc tuyệt vọng thì chợt phát hiện phía xa hình như có cứu binh đang tới. Nói là cứu binh thì hơi miễn cưỡng, vì viện quân chỉ có một người, nhưng một người này lại mang sức mạnh của cả thiên quân vạn mã. Voi là sinh vật lớn nhất trên cạn, có sức mạnh ghê gớm. Mỗi thất voi chiến có giá trị tương đương với cả một đội quân tinh nhuệ. Vì vậy, việc vua Ai Lao lần này huy động một số lượng tượng binh đông đảo khổng lồ chỉ để cướp phá vùng biên là một việc vượt ra ngoài phán đoán của mọi người. Hiển nhiên, đây không còn là hoạt động cướp phá biên giới thông thường nữa. Vì phán đoán sai tình huống, đội quân tiên phong của Đại Việt do Trung Thành Vương chỉ huy đã nhanh chóng bị đánh bại. Họ vừa đánh vừa lui, đến khi lùi sát một ngôi làng vùng ven thì đã không thể lui thêm được nữa. Quân Ai Lao từ từ siết chặt vòng vây, khiến Trung Thành Vương lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Đối mặt với đội quân tượng binh số lượng cực lớn này, kết cục toàn quân bị diệt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, cứu tinh đã xuất hiện. Phạm Ngũ Lão nhanh chóng xuyên thủng vòng vây, xông về phía mọi người. Không có thời gian để giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây vào lúc này. Ngũ Lão đưa mắt quan sát chiến trường và hạ lệnh cho mọi người mau chóng chặt những đoạn tre vạt nhọn chất cả bên đường, rồi lui lại. Mọi việc còn lại cứ để ông lo. Sau khi nghe lệnh đó thì toàn bộ mọi người ngây cả ra, có người còn há hốc mồm, tưởng Ngũ Lão là người si đang nói mộng, đã rơi vào tình
tình trạng bị quân thù vây kín như hiện tại thì người bình thường sẽ suy tính chuyện tử thủ hoặc là phá vây, chứ ai lại ra lệnh như vậy. Trung Thành Vương là người đầu tiên choàng tỉnh lại, ông biết người thanh niên trẻ trước mặt không phải là kẻ ưa khoác lác, là một vị chỉ huy đã trải qua hai kỳ đại chiến với Mông Nguyên. Trải nghiệm và kinh nghiệm của Trung Thành Vương vượt xa người thường, ông liền quát mọi người mau chóng làm theo đúng lời Ngũ Lão đã căn dặn. Trung Thành Vương có uy tín trong quân đội rất cao, binh lính bán tín bán nghi nhưng cũng làm theo răm rắp. Rất nhanh, trong chớp mắt, những khúc tre dài 5-6 thước được thu gom lại. Mọi người vừa chất đầy những đống tre này trên đường, cũng là lúc tượng binh Ai Lao xông tới. Ngũ Lão lúc này liền quát mọi người mau lui lại, cắm ngọn giáo trên đất. Ngũ Lão cởi bỏ áo choàng, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó một mình tay không lao vào giữa đội tượng binh. Trung Thành Vương và tất cả mọi người nín thở, căng mắt theo dõi. Trước mắt họ nhanh chóng diễn ra một kỳ cảnh mà suốt đời họ sẽ không bao giờ quên. Khi phải đối mặt với hàng trăm con voi chiến hung dữ đang lao tới, dù là vị tướng dày dạn kinh nghiệm như Trung Thành Vương cũng cảm thấy bất lực. Vì vậy, khi cứu tinh xuất hiện, Trung Thành Vương vô cùng hy vọng Ngũ Lão có thể có kế hoạch cao minh nào đó để phá vỡ cục diện. Nhưng những gì diễn ra thì lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán của ông. Ngũ Lão không dùng số lượng ống tre bày ra trận pháp, cũng không thực hiện kế sách cao minh gì cả, chỉ đơn giản là một mạch lao lên, tay không giao chiến với cả đàn voi. Vị lão tướng đức cao vọng trọng này, trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám tin vào mắt mình, không kiềm chế nổi mà phải thốt lên tiếng chửi đổng. Nhưng trái với suy nghĩ của ông và mọi người, kỳ lạ thay, Phạm Ngũ Lão lại không bị đàn voi chiến nghiền nát. Trung Thành Vương kiến thức phong phú, ông tập trung quan sát và nhận ra mấu chốt. Phạm Ngũ Lão áp sát nhanh như chớp, nên quân Ai Lao không kịp bắn cung, quản tượng chỉ có thể vừa điều khiển voi tấn công, vừa dùng giáo đâm. Nhưng Phạm Ngũ Lão lựa vị trí rất tinh chuẩn, độ dài của giáo lại ngắn hơn của những đoạn tre, nên bọn quản tượng không những không tổn hại được, mà vô số tên còn bị đoạn tre của Ngũ Lão đả thương. Quân địch tử thương không ít, nhưng chúng cậy số đông vẫn hăng hái lăn xả vào tấn công, quyết định nghiền nát kẻ thách thức. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, đang muốn xông lên ứng cứu, nhưng Trung Thành Vương ngăn lại. Ông nhìn thấy Phạm Ngũ Lão dáng vẻ không hề căng thẳng mà nhàn nhã như đang dạo chơi. Trung Thành Vương cảm thấy lạnh gáy, hiểu ra tên tiểu tử này còn chưa bung hết sức, vẫn biết kẻ có dáng vẻ như một quan văn này rất lợi hại. Nhưng ông không ngờ hắn lại có bản lĩnh nghịch thiên như thế. Những điều đang xảy ra trước mặt quả thật khó tin, vượt ngoài lý trí của ông. Chỉ thấy đàn tượng binh hung dữ vây kín, quần thảo bụi tung mù mịt, tiếng gầm thét kinh tâm động phách vang động chiến trường. Còn Ngũ Lão nhanh nhẹn lách qua những kẽ hở giữa đàn voi, nhẹ nhàng như chiếc lá trôi theo dòng nước, liên tục vớ những khúc tre bên đường. Ngũ Lão dùng nó làm vũ khí, vừa phóng như mưa về phía những tên quản tượng, vừa dùng chúng để đánh vào chân, đầu vòi và mắt của voi. Voi đau kêu rống lên náo loạn. Nhìn thấy cảnh Ngũ Lão đùa giỡn với đàn voi, vừa ra tay cứ một đoạn ống tre là lấy mạng một tên quản tượng, thống lĩnh quân Ai Lao tức giận không kiềm chế được, thúc voi xông tới. Là tù trưởng của một bộ tộc lớn chuyên nghề thuần voi, bản thân hắn cũng có bản lĩnh hơn người. Ngũ Lão phóng ống tre nhưng bị hắn tránh được, lại nhân lúc chàng hết đà giơ giáo đâm. Ngọn giáo vừa nhanh vừa hiểm, đâm vào ngực Ngũ Lão. Vị chỉ huy này vốn cũng là một tay cự phách, nhưng hôm nay lại xui xẻo gặp phải sát thần. Ngũ Lão thật ra đã để ý hắn từ lâu, khẽ nhích người lách qua mũi giáo trong gang tấc, tiện tay nắm lấy và kéo mạnh. Tốc độ quá nhanh, vị chỉ huy quân Ai Lao giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì ngọn giáo đã bị giật khỏi tay. Lực đạo khủng khiếp truyền tới làm hắn xém nữa bị hất văng khỏi lưng voi. Hất voi chiến này có linh trí cực cao, thấy chủ nhân bị nguy hiểm, nó liền vung đầu dùng ngà hút về kẻ địch. Ngũ Lão một tay nắm chặt lấy ngà voi, mượn lực tung mình nhảy lên, tay kia phóng ngọn giáo về phía chỉ huy quân Ai Lao. Một kích chí mạng của chiến thần không thể đón đỡ, ngọn giáo xuyên qua giáp ngực viên chỉ huy, kéo hắn rớt khỏi lưng voi, đóng đinh trên đất. Ngũ Lão tiếp tục nhảy lên đầu voi, quát to, tung nắm đấm và nện xuống. Thớt voi to lớn, giáp dày, nhưng lãnh một quyền nặng như búa bổ, cũng không chịu nổi. Nó lồng lộn lên, hoảng sợ, quay đầu bỏ trốn. Tượng binh Ai Lao đại loạn, tranh nhau mà chạy. Phạm Ngũ Lão trở về trong sự tung hô nô nức của mọi người, nhưng không dừng lại để nghỉ ngơi. Ngũ Lão khoác lấy áo choàng, đội mũ giáp, lên ngựa, cầm ngọn giáo hướng về phía quân Ai Lao đang rút chạy, dõng dạc hô lớn,
vang vọng cả chiến trường. Nam Nhi vì nước xông pha, chính là lúc này. Tất cả hãy theo ta xông lên, xung xét một trận. Trung Thành Vương vốn muốn can rằng, giặc cùng chớ đổi. Nhưng nghĩ lại, mạng sống của mình và mọi người là do Ngũ Lão ứng cứu. Giờ nếu hắn bảo xông vào lửa, mình cũng phải theo vào, hà tất nhiều lời. Ông liền cùng ba quân reo hò hưởng ứng, hăm hở tiến lên. Quân Đại Việt cứ thế, theo chân Phạm Ngũ Lão truy kích tận sâu bên trong lãnh địa Ai Lao. Bắt được người và xuất vật nhiều không kể xiết.